Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm clip câu cá. Đây là đồ nghề mình chuẩn bị đi câu cá nha các bạn. Đây là mồi gắn câu nè các bạn. Dế. Mấy bạch thích ăn của cá. Chúc mình trộn với nhau để mình làm mồi. Và bây giờ mình gom đồ chuẩn bị thôi đi câu nè các bạn ơi. Cá bù lại ăn nha. Mình uống nước rồi các bạn. Mình nay mình cám đi hai. Bỏ vô. Lại bịch cá chép. Rồi miếng chấm gà. Ê con mới thấy con cá ăn rồi. Trời ơi. Con để uống nước đi. Ok. Thấy con cá ăn rồi. Có chừng cá dính cá thì con vũ. Giờ này mồi xong rồi mình giờ mình bắt mồi cho mình câu nha.
Đây. Canh nước cái này để đâu rồi? Thôi. Giờ mình đặt con trâu xong rồi mình móc cái khác. Nè, mày nói nè, cái một cái chấm số cái này đi nước con uống nha. Còn cây đỡ. Ủa cái trường con này có ai ta? Con trâu có ai dài chứ? Ủa hai cái con trâu. Mình dám ngồi vô mình câu nha các bạn ơi. Hãy đám xuống vụ cái lại ăn nha mọi người.
sao nữa ta? Nó mới giúp nhất à? Chưa ăn. Cá ăn rồi, cá ăn rồi. Sao? Lại gãi cần. Giờ thả mồi xuống đợi cá ăn tiếp. Chơi cá hẹp luôn. Cá các bạn ơi. Chín cá bự rồi. Thu cần về chào tất cả bạn nha, chào tất cả bạn, chào tất cả bạn.